À bác gái ơi, bác gái tên gì? Bác gái có thể cho con biết tên bác gái được không? Ok, là tình chấm lia lòi. Chà ma lý lo hả? Chấm lia lòi. Chà ma lẻ loi. Chấm lia lòi. Lẻ loi đúng không? Chấm lia lòi. À chà ma lẻ loi. Dạ, con tưởng là lẻ loi chứ. Ở trên này là đúng là lẻ loi luôn á. Tấm thân bé nhỏ xin chào cả nhà mình. Honey Bắp lại tiếp tục gồng gánh những cái món quà yêu thương của cô chính trị Mạnh Thường Quân, tiến thẳng vào sâu trong rừng để hỗ trợ và giúp đỡ cho bà con nghèo. Trong tập video ngày hôm nay thì Bắp đang đưa cô chú anh chị mình đến thăm một hoàn cảnh của một bác gái sống cô đơn hiu quạnh, khổ cực ở trên khu vực rừng núi này cả nhà. Hoàn cảnh của bác gái như thế nào thì Bắp mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng với hai anh em lên trên đó để hỏi thăm bác gái nha. Wow. Đồng hành trong cái chuyến đi này có sự góp mặt của anh Thở đẹp trai. Khỏi cần quảng cáo luôn. Wow. Hầu như Bắp thấy bà con tập trung sống ở trên này đều có gia cảnh khổ như nhau cả nhà. Không có ai sung sướng mà lên trên này ở đâu cả nhà mình. Đa số là họ đều có nhà ở dưới làng, nhưng mà ở dưới đó họ không có công ăn việc làm. Thành ra là họ phải lên trên núi, lên trên rẫy của họ để họ trồng cây này cây kia, tạo ra cái cuộc sống kiếm miếng ăn ở cả nhà mình. Wow. Đi lên cái con dốc này mà chóng mông luôn cả nhà. Ráng lên đoạn nữa nghỉ cả nhà mình. Đi lên núi á, là mình phải nghỉ nhiều lần, chứ không thể nào mà mình đi liên tục được cả nhà. Rất là mệt. Nghỉ một chập cho khỏe rồi mình lại đi tiếp cả nhà mình. Ho gì anh Thời? Bệnh hả? Bệnh gì? Bệnh này bác sĩ chữa được không? Cảm sốt hay là cảm tình? Đã đến cái hoàn cảnh mà Bắp muốn chia sẻ với cả nhà mình. Đây là cái căn chòi che tạm bằng tôn. Hiện tại bác gái đang sinh sống ở trong đó cả nhà. Phía bên kia Bắp thấy bác gái đang cầm cái cây, hình như là làm cỏ. Giờ Bắp mời cô chú anh chị mình lại hỏi thăm bác gái nha. Dạ con chào bác gái. Dạ. Bác gái ơi, bác gái cho con làm quen bác gái chút xíu nha. Bác gái đừng có sợ con nha. Được. Dạ. Bác gái nhìn thấy con ăn mặc lịch sự như thế này mà chứng tỏ là con không phải là người xấu đúng không? Không phải à. Cho nên là bác gái đừng có sợ con. Không có sợ con đâu. Dạ. Cho con ơi bác gái để bác cháu ta thân thiện chút xíu nha. Dạ. Dạ. Bác gái ngồi xuống bác cháu mình tâm tình chút xíu nha. Dạ. Kim đá ngồi. À kim đá ngồi hả? Ủa? Đâu? Chân của bác gái đâu hả? Nó đau khớp đau gối đây này, nó đau ghê lắm. Dạ.
chân bác gái đau nhiều không? Cho con gắn cái này xíu nha. Đau nhiều không bác? Đau nhiều lắm. Đau nhiều lắm hả? Ừ. Nhức lắm hả? Nhức lắm. Dạ. Chân đau như thế này mà bác gái vẫn làm việc luôn. Không có nghỉ ngơi hả? Nghỉ ngơi răng làm chứ. Dạ. Rồi bác gái có uống thuốc gì không? Uống bữa người ta cho uống thuốc rồi mà không thấy bất bất. Cứ dễ biết hả? Ai cho thuốc? Bác gái có đi bệnh viện chưa? Đi rồi, à. Đi rồi người ta cho thuốc uống rồi không bớt à. Dạ. À. À bác sĩ cho thuốc uống mà không bớt hả? Không bớt à. Dạ. Vậy là bác gái bị xương khớp rồi. Ờ. Đúng không? Đầu bác gái bị lắm. Một chân hay là hai chân luôn? Cái chân đây nó nhức nhiều lắm, cái này nó nhức ít nè. Nó bị phù lên cả nhà. À, cái này cái kiểu như là xương khớp bị đau quá. Cái này là nhiều quá ít, rồi nó, ít đau cái này nè. Cái này nó nhức nó ghê lắm. Cái này nhức là ngủ không có được, đi không được. Dạ. Nó đau ghê lắm. Tại sao chân mình đau như vậy á, thì mình ở nhà mình nghỉ ngơi, mình uống thuốc, dưỡng bệnh. Khi nào hết đau rồi mình làm việc chứ cô. À chứ bác gái. Ở nhà cũng không có gì làm đâu, cũng răng qua làm. Chứ ở không thì... Dạ. Còn... Bác gái cầm cái cây này chuột chuột để làm gì? Làm cỏ. À làm cỏ hả? Ừ. Rồi chuột chuột vậy biết khi nào hết cỏ. Con thấy làm bà con thường thường là sạc cỏ bằng cái cuốc mà. Ừ. Cuốc con nó có lèn cuốc bé hết. Cái này đây là đơn chút này. Dạ. Ừ. Bác gái làm cỏ. Rồi bác gái chuẩn bị tính trồng cái cây gì? Tính trồng cây điều. Trồng cây điều. Ừ. Ủa xung quanh đây con thấy điều rất là nhiều mà. Điều này là điều của mình luôn đúng không? Ừ. Dạ. Thương bác gái ha. Bác gái sống ở trên này với ai bác gái? Sống của mình hả? Sống có một mình à? Ừ. Dạ. Bác trai đâu? Bác trai mất rồi. Mất lâu rồi. Bác trai mất lâu rồi hả? Ừ. Rồi con cái của bác gái đâu? Con cái nó ở riêng đó. Có chồng có con nó ở riêng nó ăn kiếm ăn nó. Mình, dạ. Mình già rồi mình kiếm ăn ê vậy. Con có nhiều thì cho con ăn, cho mẹ ăn chút ít. Rồi không có nó ăn nó hả? Dạ. Nó kiếm đi biển con mà. Dạ. Hiện đi. Giờ là con cái của bác gái ở dưới làng đúng không? Ở dưới làng đi làm mướn, đi bắt ốc, đồ bán, ăn bậy bạ đó. Dạ. Con cũng khổ mà. Rồi con cái của bác gái có chăm lo cho bác gái không? Có chu cấp gạo, thóc, mắm, muối, có cho tiền bạc gì không? Nó cho, nó nuôi con nó không đủ cho mình ăn. Có nhiều thì nó cho ăn chút ít. Dạ. Có thì nó cũng kiếm ăn nữa mà. Dạ. À. Con cái của bác gái á, chu cấp gạo, thóc, mắm, muối này kia cho bác gái đủ ăn không? Có bữa có, nó đem cho ăn bữa vậy bữa đó. Không có thì nó cũng cho con nó ăn. Dạ. Nó đâu có kiếm nhiều mà cho mình ăn đâu. Dạ. Mình cũng kiếm ăn ê vậy. Có bữa đi được thì mang củi đi. Không đi được là nhịn luôn. Dạ. Con có thương, có ghê thì cho ăn chút đến vậy. Dạ. Nó cũng khổ mà. Mà bác gái ở trên này đủ cơm gạo ăn hàng ngày không? Bữa người ta lên người ta cho gạo ăn được vài bữa rồi. À, có người lên thăm bác gái hả? Cho gạo hả? Cho gạo, cho mì tôm ăn. Dạ. Hiện giờ là trong nhà của bác gái còn gạo nhiều không? Còn ít bữa nữa là hết. À, còn được vài ký hả? Còn 2 ký, chừng 2 ký vậy hả? Dạ. Rồi khi mà hết cái số gạo trong nhà của mình thì bác gái còn tiền để mua gạo không? Không có tiền à. Rồi không có tiền mua gạo thì mình tính như thế nào? Tính đi chặt củi đem bán nha. À. Đi chặt củi bữa chặt củi được 2 gùi được 1 cây gạo ăn. Dạ.
Mình mang cuối đây một cuối có 12 ngàn à. Vậy là cuộc sống của bác gái ở trên này là đi chặt củi, bán kiếm tiền. Kiếm tiền. Rồi bác gái có làm cái việc khác không? Để kiếm tiền nữa không? Không, cứ làm cỏ như vậy không à. Dạ. Cỏ rồi tới mùa làm cỏ bắp, tiểu bắp, bắp nó chút có chút đây này. Dạ. Đâu có ra tay được phía đâu. Phía trên kia là cái rẫy bắp của bác gái hả? Ừ. Bác gái tự trồng á hả? Ừ. Dạ. Sắp thu hoạch chưa? Ôi. Chưa. Trái bự chưa bác gái? Ừ, chưa có ăn được à. Chưa ăn được hả? Ừ. Còn bé tí tẹo hả? Ừ. Bắp đó ăn bé chừng không được một cùi nữa chứ. Dạ. Bắp nó ăn có một mình bác gái rồi. Mình trồng nhiều không có nổi đúng không? Làm không có nổi đâu con. Dạ. Đây già mà đã hôm bữa giờ nữa. Ở trên này có mưa nhiều không bác gái? Mưa rắc rắc hả? Có mưa rắc nhiều hả? À. Dạ. Thế hàng xóm ta làm ruộng đâu không có nước lói, có nước bắc đâu. Nước kia có nước khổ nước lắm, ở đây khổ nước. Bà ở đây ngày hôm là nắng quá đâu không có nước uống nữa chờ. Dạ. Thời tiết ở vùng đất Ninh Thuận rất là khó chịu cả nhà. Sống chủ yếu vào cái mùa mưa thôi. Ừ. Còn cái mùa nắng là nắng hạn hán cháy khô hết luôn cả nhà mình. Ừ. Dạ. Cháy khô. Nên là bà con ở trên khu vực rừng núi rất là khổ. Khổ lắm con. Dạ. Không có nước để mình canh tác trồng trọt ha, bác gái ha. Không có. Nước uống mà không có. Dạ. Nước uống sinh hoạt còn thiếu hụt nữa, nói chi mà nước tưới cây. Ừ. Nước kia mới hôm nay không có nước uống nữa. Dạ. Đó, ở nhà, ở tầng xóm lên đây múc nước uống á. Dạ. Ừ. Tụi nó lên đây múc nước. Mùa nước á, hết mùa nước là uống nước sạch. Tầng xóm uống nước sạch không. Dạ. Ừ. À bác gái ơi, bác gái tên gì, bác gái có thể cho con biết tên bác gái được không? Bác gái là tên Châm Lé Lòi. Châm Lé Lò hả? Châm Lé Lòi. Châm Lé Lòi. Châm Lé Lòi. Lé Lòi đúng không? Châm Lé Lòi. À Châm Lé Lòi. Ừ. Dạ, con tưởng là Lé Lòi chứ. Ở trên này là đúng là Lé Lòi luôn á. À, bác gái năm nay nhiêu tuổi bác gái? Năm nay bác là 60 tuổi rồi. 60 tuổi rồi. Ừ. Dạ. 60. Mà tóc của bác gái cũng bạc hơn phân nửa hả? Ừ. Dạ rồi. Dạ. Vậy thì bác gái ở trên cái căn chòi này bao nhiêu lâu rồi bác gái? Biết mấy năm rồi. Cái chòi đó là nhà nước cho tiền mua tôn á. Dạ. Ta cho hộ nghèo á. Dạ. Rồi cái bà đi mua, biểu thằng rể đi mua tôn cho bà ở. Dạ. Ừ. Rồi mình ở trong căn chòi đó mình thấy ổn định không? Mưa xuống có bị dột ướt gì không? Ướt cũng dột rồi, rách. Trên đó là nó rách 2-3 miếng rồi. Mưa xuống là bị dột hả? Ừ, bị dột ít à, chưa có dột nhiều đâu. Dạ. Từ từ nó sẽ dột nhiều ha. Ừ. Ở trên này mình cũng không biết làm gì để kiếm thiệt nhiều tiền ha. Biết nó đi làm à. Cứ làm rồi như vậy. Dạ. Cứ dọn bài bà như vậy. Bữa cơm hàng ngày của bác gái á, là bác gái dùng cơm với lại cái món gì? Ăn canh, ăn thật đủ. Ăn canh, ăn đủ đủ. Ừ. Rồi mình có cái rau khác mình ăn không? Có rau cái gì đâu tình ơi. Có rau gì ăn đâu.
Dạ. Hay có tiền xuống mình mua cá, mua đồ ăn, có thôi ăn kén. Dạ. Nó kén ăn chỉ cần có bột ngọt kia là muối hả? Dạ. Còn cái đó ăn, cần cá mắm gì đó. Dạ. Có ăn coi thơ ăn ăn về. Dạ. Mình cần thiết nhất là gạo. Ừ. Bột ngọt, mắm muối. Ừ. Nhưng vậy nấu hai thật đủ nấu ăn. Dạ. Còn trên khu vực rừng núi có cái rau gì thì mình cứ bứt, mình nấu canh ăn đại. Ừ. Ăn vậy có tiền á thì lâu lâu mình mua miếng thịt, miếng cá. Ừ. Mình ăn cho lấy vị. Chứ không có. Cái đó là chỗ không có nữa. Dạ. Có thì ăn, có thì thờ. Biết thèm nữa. Viên ăn, ăn cứ hai thật đủ nó. Bỏ cái bỏ bột ngọt, muối vô ăn vậy. Dạ. Ăn để sống qua ngày. Ừ. Ăn biết có thấy ớn không bác gái? Biết ơn à, ăn no rồi thôi chứ. Yeah. Biết ơn à. Yeah. Chỉ là no rồi thôi. Biết ơn cái gì hết. Dạ. Yeah. Rồi bao nhiêu lâu mà bác gái xuống dưới làng một lần để thăm con, thăm cháu? Con có lên đây thì rước bà đi, dì đi, bà dì xuống rước về đi ngủ. Dạ. Ngủ trên đây. Dạ. Chị bệnh hoạn là con rước về thiệt. Sợ bệnh ở một mình bà. Dạ. À, mấy bữa là đi ơn về đi. Con rước đi rồi. Bà đi bệnh viện nằm một tuần. Rồi về rồi gà người ta bắt hết. Người ta lấy tụm hết. Vậy hả bác gái? Ừ. Bác gái nuôi gà nhiều không? Gà con đem qua đây đem cho bà nuôi. Gà nuôi rẻ gà Kim Lâm á, nó cho. Dạ. Nó cho nó 10 con. Nếu là mình nuôi được thì cho lại 4 con. Dạ. Mà nhúc đó rồi về người ta bắt hết. Dạ. Không còn nữa, đó gà đó là gà nuôi gà Kim Lâm cho. Dạ. Cái lúc mà bác gái bị bệnh tật đi xuống bệnh viện á thì sao bác gái không kêu con cái của bác gái lên trên này ở để canh giữ mấy con gà? Đâu. Nó đem mình đi rồi nó giữ mình nằm với mình chứ. Nó dạ. Đâu có về đâu. Rồi nó về rồi nó nói mẹ gà mình ta bắt hết rồi. Khổ quá bác gái hả? Ừ, người ta đâu có biết mình khổ đâu. Người ta không thấy mình ra người ta lôi hết. Nên dễ khổ chứ. Dạ. Ai đâu mà ác như trời. Biết gì. Bác gái bây giờ bác gái dẫn con vô nhà bác gái, con tham quan ngôi nhà bác gái chút xíu được bác gái? Ừ, được. Dạ đi bác gái đi. Ừ. Chân bác gái đâu đi lại khó khăn nữa ha. Đau ấy hả? Dạ. Đau ghê đó. Bác gái còn thuốc uống không? Thuốc còn ít à. Dạ. Còn đây đưa con dì bác gái đi ha. Hai liều. Đi cẩn thận ba liều nữa uống hết. Còn. Dạ. Mỗi lần mà bác gái xuống bệnh viện á, bác gái có cao có bảo hiểm không? Hả? Có bảo hiểm. Dạ. Xuống đó có tốn tiền nhiều không bác gái? Không, chỉ tốn tiền ăn à. Dạ. Mua ăn vậy. Có bữa người ta cho ăn. Cần tưa người ta cho ăn, không cần sang mình mua ăn. Dạ. Cái khu đất mà bác gái đang ở con thấy toàn là đá không à hơ? Đá không.
Dạ. lên. Ước gì mấy cái cục đá này bán được mình cũng rinh đi luôn, mình bán luôn ha, kiếm tiền luôn ha bác gái ha. Mở cửa ra. Cái căn trời có chút xíu rồi cả nhà. Thuốc tao này. À, thuốc xương khớp của bác gái hả? Ừ. Dạ. Thuốc về cao về áp. Bác gái có bảo hiểm không bác gái? Có. Dạ. Thuốc cao về áp, thuốc tao khớp. Mỗi lần mà mình đi xuống bệnh viện mình khám bệnh lấy thuốc uống á thì có tốn tiền không bác gái? Không có, tại vì mình họ nghèo người ta giúp mình. Dạ. Người ta cho thuốc mình uống. Dạ. Cũng đỡ bác gái ha. Ừ. Mình chỉ tốn kém cái chi phí đi lại thôi đúng không? Ừ. Ăn uống này kia. Ăn uống vậy đó. Dạ. Còn thuốc men thì người ta cho. Đây là cái không gian bên trong ngôi nhà của bác gái. Bác thấy nó nhỏ xíu rồi cả nhà. Đủ cho bác gái ở thôi cả nhà. Mấy cái chai nước này là nước mình lấy dưới suối rồi mình xài mình dùng đúng không bác gái hả? Ừ, uống. Ủa bác gái ngủ trên cái chiếc võng này hả? Ừ, cái võng đó là đựng quần áo. Dạ. À cũng có ai tặng đèn năng lượng cho bác gái đúng không? Ừ. Cái bếp nấu ăn của bác gái đặt ở trong nhà luôn. Con... Bác gái cho con dỡ cái nồi xem thử bác gái ăn cơm với lại cái món gì nha. Ừ, con... dạ. Canh thịt đủ á. À, canh đu đủ. Ừ. Còn này là nồi cơm cả nha. Cơm. Thấy thương chưa cả nha. Bà con... sống ở trên khu vực rừng núi ăn uống phải nói rất là kham khổ luôn. Ăn vậy hả? Chứ lo ăn thôi, ăn đi bệnh viện. Ô, không có ăn, nổi ăn. Một con cá khô để ăn cơm được hả bác gái? Không. Ôi, ôi. Cá khô người ta cho bữa còn chút. Dạ. Yeah. Ừ. Còn bữa ăn. Tất cả cái số gà này là bác gái nuôi á hả? Gà. Nuôi thì nó nở con ra sinh sản rồi hả bác gái? Ừ. Mấy con gà con nhiều quá ha. Ủa trên kia là cái chuồng gà hả bác gái? Ừ, chuồng gà. Dạ. Bắp công nhận một điều rằng là bác gái ăn ở rất là sạch sẽ luôn. Từ trong ra ngoài bác gái quét dọn rất là sạch sẽ luôn cả nhà. Bốc lửa luôn à. Ừ. Quét sạch sẽ. Mà bác gái ở một mình trên này bác gái sợ không? Sợ người ta chứ sợ con gì mình có sợ. Nó có thương nó cho mình xong nó thương rồi nó ăn. Chứ vậy nghĩ vậy. Dạ. Chứ là sợ người ta hiếp dâm mình sợ thiệt. Sợ người ta hiếp dâm hả? À, sợ đó, sợ cái đó à. Sợ người ta nổ mình đồ, mình sợ lắm. Nổ mình hả? À, sợ người ta lên đồ người ta làm này nọ đó. Gì cũng sợ lắm cái đó. Dạ. Cũng răng nằm chứ. Dạ. Thế thì tại sao bác gái không xuống nhà dưới làng ở cho an toàn? Mình không phải lo lắng, lo âu cái điều gì? Không à.
Dạ. Vì sống một mình về, con cái rồi, cháu rồi cũng có đều. Có phải là thứ nhất là bác gái giờ lớn tuổi không thích sự ồn ào đúng không? Không. Rồi điều thứ hai là bác gái không muốn làm phiền con cháu hả? Ừ. Phải vậy không? Vậy đó. Dạ. Ủa, tay bác gái rung nè cả nhà. Ừ. Bác gái thấy lạnh hả? Không ạ. Chứ sao rung dữ bác gái? Có bữa là nó vẹo vậy nè. Vẹo vậy nè. Phải vẹo vậy nè. Phải nó đau, nó đau ghê lắm. Dạ. Ừ. Chân cẳng rồi nó tê hết. Dạ. À. Có bữa là nó thẳng, có bữa nó vẹo vậy nè. Nó đau. Cầm cái ni làm cỏ không có được. Dạ. À. Nó vậy khổ lắm. Ủa bác gái ở trên này cũng thấy thương quá. Ừ. Lỡ ban đêm ban hôm rồi có xảy ra chuyện gì mới sao người nhà biết được đưa bác gái đi bệnh viện kịp thời. Mới bữa là con lên đây là con rút bà đi về để đi bệnh viện luôn. Chụp bút đi không được nữa. Dạ. Ngồi không được nữa, nó đau nó lên tận đời luôn. Nó lên con cổ luôn. Nó nhức gì nhức. Thả chân vậy không được nữa. Dạ. Con dắt xuống đi bệnh viện luôn. Vậy khổ lắm con. Dạ. Con đâu con nói mẹ về nhà nằm ngủ, về nhà ngủ với con đi. Mẹ ở một mình vậy, bệnh hoạn rồi liệt trên đó rồi là khổ. Ủa, cả nhà mình ơi, bác gái bị tay chân như thế này có khi nào dấu hiệu của cái căn bệnh tai biến không cả nhà? Sợ tai biến đó, con bên về con biểu về nhà nằm sợ tai biến á. Dạ. À. Sợ vậy á. Dạ. Cái căn bệnh tai biến là mình nằm một chỗ mình không đi lại được luôn á. Ừ. Rất là khổ luôn. Rất là khổ luôn, nên vậy con đi về nhà ngủ, về nhà ở, chứ nó còn ở trên vải, đừng có về. Dạ. Ở yên ổn trên vải rồi. Chưa về nhà ô. Hôm ấy bác gái xuống dưới làng á, xuống dưới nhà ở dưới á, rồi cho con cái chăm sóc. Khi nào mình hết bệnh á, rồi mình lên trên này mình sống cũng được mà. Chứ giờ đang bệnh tật như này, ở trên này con thấy không ổn rồi. Đi không được. Dạ. Đi không được, có coi đi là, có coi, cầm cái coi đi thì được. Đi không vậy nó nhức quá này. Thuốc cũng sang uống, chiều uống. Bác gái nấu cơm buổi trưa là để ăn tối luôn, ăn tối luôn. Ăn cơm nguội đó con cũng nhiều á. Non ăn và còn tưa ăn lại, còn nấu tưa chiều cũng còn nhiều. Dạ. Buổi sáng bác gái ăn cơm không? Ăn chứ. Ăn cơm cũng đủ vậy luôn. Ăn cơm ăn mâm ta cho bữa. Dạ. Rồi buổi trưa bác gái nấu cơm dư ra để dành chiều mình ăn luôn, khỏi nấu. Khỏi nấu luôn. Cũng ăn cơm với canh đu đủ luôn. Ừ. Dạ. Canh còn ăn luôn. Đu đủ muôn năm luôn. Ủa mà nhà bác gái con đâu có thấy cây đu đủ nào đâu. Kìa. Yeah. Bên suối á, chỗ chút á, bắp chỗ kìa. À, trồng mé bên suối á hả? Ừ. Hai ba tại vì cơm. Chỗ đó là có nước. Để cho cây đu đủ nó sống đúng không gái ha? Dạ. Được hai ba cây. Đu ăn canh đó. Dạ. Bắp cũng tính kêu bác gái dắt bắp đi tham quan vòng vòng khu vực này cả nhà. Mà bắp thấy bác gái chân bị đau
Cho nên nếu mà nhờ bác gái như thế này thì rất là tội cho bác gái. Đi tham gì bắp chút 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 không à. Bằng cái đũa đâu nó ra tay được. Phải bằng cái này nó ra tay. Bằng cái đũa mình ăn đó. Dạ. Bắp đó, đâu có ra tay được đâu. Phải mưa nó răng ra tay kìa. Không có mưa. Dạ. Làm không nha. Rồi bác gái ở trên này có khi nào mà gặp cái trường hợp con rắn nó bò vô nhà mình không bác gái? Không, không thôi à. Không thấy con rắn hả? Không. Dạ. Bên vậy bác làm sạch sẽ, sợ con gì đó. Dạ. Nhà bác gái có nuôi chó không? Không à. Không có hả? Không có. Dạ. Tại vì mình... cơm gạo còn ăn không đủ mà nuôi chó thêm miệng ăn còn gà không có gì cho nó ăn đúng không? Gà không có cho ăn nên bơi ăn à, cũng không có gạo cho gà ăn luôn, tự nó đi bơi đi tìm thức ăn đúng không? Có bắp phải cho bắp ăn. Dạ. Thương bác gái quá cả nhà. Bác gái ơi, hôm nay con có duyên gặp gỡ được bác gái và con được bác gái chia sẻ về cái hoàn cảnh của bác gái. Con thấy cuộc sống của bác gái ở trên này rất là khó khăn, rất là khổ. Con thấy cũng rất là thương. Thì ngày hôm nay con xin cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi tặng cho bác gái một ít quà nha. Cảm ơn con. Dạ. Để bác gái đỡ khổ một phần nào đó trong cuộc sống. Bác gái vui không? Vui chứ. Dạ. Con sẽ gửi quà của cô chú cho bác gái luôn nha. Cô chú có dành tặng cho bác gái là một bao gạo 10kg. Tiếp gạo cho bác gái ha. Con để kế bên bác gái ha. Đây cô chú tặng xà bông rửa chén. Cảm ơn con. Xà bông giặt đồ. Xà bông gội đầu luôn. Bông gội đầu luôn. Dạ. Rồi cô chú tặng cho bác gái là 2 thùng mì tôm để dành ăn sáng. Ở trong đó là 2 thùng cho bác gái nha. Cảm dạ. ơn con quá. Cho bác nhiều quá. Cảm ơn con quá. Cô chú tặng mắm ruốc cho bác gái để dành ăn cơm. Mắm ruốc này người ta làm chín sẵn rồi. Mình múc ra ăn cơm thôi. Thôi bác gái ha. Còn này là 2 bọc trà bông. Trà bông thịt heo. Trà bông đồ khô cũng chín sẵn rồi. Lấy ra ăn cơm thôi. Không cần nấu nướng chi cả. Đưa bà bỏ kênh, bỏ vô kênh ăn. Dạ cũng được. Thôi bác gái ha. Đây cô chú hỗ trợ mền mùng cho bác gái nè. Cảm ơn quá. Để bác gái sưởi ấm cơ thể. Cảm ơn bác. Bác lên ngủ khỏi bị con muỗi nó chích nha. Cô chú dành tặng cho bác gái là bánh bông lan. Bánh. Dạ. Để bác gái ăn đỡ buồn miệng ha. Ăn bánh. Rồi cô chú tặng 2 hũ chao lớn nè. Bác gái lớn tuổi ăn chao ít thôi bác gái ha. Đừng có ăn nhiều nha bác gái nha. Ăn hũ chao đó, ăn chao đó. Ăn ít thôi, đừng ăn nhiều. Vậy hả? Dạ. Cô chú tặng cho bác gái là một bọc ngũ cốc dinh dưỡng. Mình pha nước sôi để nguội rồi mình uống nha. Vậy hả? Dạ. Nó là dạng sữa. Uống bổ canxi. Bổ xương khớp á. Cô chú tặng cho bác gái là một lon sữa ông thọ, sữa đặc. Pha nước sôi uống cho bác gái nha. Tặng cho bác gái là 2 bọc bột ngọt nêm canh. Ngọt canh ăn. 1 lóc cá hộp. Ướp cá hộp. Dạ. Chiều nay bác gái chế biến món cá hộp này ăn cơm nha.
bác gái biết cách khui chưa? Bác gái đã từng ăn bao giờ chưa? Biết ăn cái này rồi. Dạ. Chưa có ăn rồi. Dạ. Để lát nữa con hướng dẫn cho bác gái cách khui hộp ha. Ừ. Cô chú tặng cho bác gái là hai chai xì dầu nè, nước tương á. Hai chai nước mắm luôn. Bác gái cứ để đại đó đi, xíu con đem phụ cho bác gái vô bên trong nhà ha. Rồi cô chú tặng hai chai dầu ăn luôn. Đầy đủ luôn. Bác gái vui không? Bác gái thấy quà nhiều không? Nhiều quá. Mừng. Dạ. Tặng cho bác gái là hai bọc đường cát luôn. Ồ, đường cát nữa. Dạ. Tặng cho bác gái là hai hộp cao bôi xương khớp để mình bóp tay bóp chân á. Ừ. Tay chân mình nhức mỏi là mình thoa lên rồi mình bóp nha bác gái nha. Ừ. Dạ. Cái cao này là làm để mình bôi đúng cái bệnh của bác gái luôn á. Ha. Mừng quá. Tiếp theo là cô chú tặng cho bác gái là 4 chai dầu gió để mình xức cảm cúm, đau đầu sổ mũi gì đó. Tiếp đến là cô chú tặng vật dụng cho bác gái ha. Cô chú tặng một bó đũa nè, một cái miếng rửa chén nè, một cái trà xoong nồi nè, một cái bàn chải chà quần áo nè, 5 cái muỗng ăn cơm nè. Một cái con dao nè. Con dao nè. Dạ. Một cái giá bới cơm, một cái giá múc canh nè. Xoong nữa. Một cái nồi nhỏ nè. Một cái nồi lớn nè. Quá đã luôn. Một cái thau nè. À lộn, một cái rổ nè. Một cái rổ. Dạ. Một cái thau nữa nè. Đủ loại hết. Đủ loại luôn. Thêm một cái ấm nước nữa nè. Bác gái vui không? Bác gái biết nói nữa. Dạ. Mà vui đúng bác gái hả? Vui quá. Vui dữ dằn không? Vui dữ dằn thiệt. Vui dữ dội luôn á. Tiếp theo là cô chú anh chị nhà hảo tâm dành tặng cá khô cho bác gái. Dạ. Dạ. Để bác gái có cá khô dự trữ ăn cơm nha. Nghe nói thấy thương quá. Lâu lâu mới có được miếng cá khô ăn. Lâu lâu mới có được cá khô ăn, mâm đủ thứ hết. Dạ. Thường quá cả nhà. Em trai Ren Đành Trương ở Mỹ dành tặng cho bác gái là 2 kg cá khô cơm biển. Đó. Hôm nay là mình có cá khô. Để dành ăn cơm luôn rồi. Cá khô quá trời nhiều luôn rồi. Cá khô đây tư thiệt. Dạ, 2 kg cho bác gái nha. Mà con dặn bác gái như thế này, khi mà có nắng á, bác gái đổ cá khô ra cái gì đó, rồi bác gái phơi con cá cho nó khô ráo. Tại vì nhà mình không có tủ lạnh để bảo quản. Phơi con cá nó khô ráo, nó khỏi bị hư nha bác gái nha. Khỏi bị ẩm mốc. Cô chú Khang Văn Vũ ở Canada dành tặng cho bác gái là 2 kg cá khô cơm biển nữa. Các cô nhóm Hương Trần ở bên Mỹ dành tặng cho cô là 2 kg nữa. Ăn đã luôn. Rồi có cô Mai Nguyễn ở Ga Lành bên Mỹ tặng cho bác gái là cá cha nè, cá khô đù nè, đây là 1 kg. Đó. Cô Mai Nguyễn tặng 1 kg cá khô nục nữa, cá khô nục biển á. Rồi hết quà của cô chú rồi. Cô chú phổ trợ thiệt. Dạ. Biết ngỏ nói nữa.
từ thời xa xưa cho tới thời buổi hiện tại bây giờ thì có ai lên thăm bác gái tặng quà cho bác gái được nhiều vậy chưa? Chưa. Chưa hả? Bây giờ đây là thôi ăn. Dạ, đây là lần đầu tiên được nhận nhiều quà hả bác nhiều gái? Nhiều quà. Nhiều quà quá. Chưa hết quà đâu bác gái à. Cô chú có dành tặng kèm cho bác gái một cái món quà đặc biệt nữa, đó là một số tiền mặt. Để bác gái có cái số tiền này thuốc men chạy chữa cái căn bệnh của mình. Và mình cũng có thể là trích ra một ít, mình mua thêm vật nuôi, mua thêm gà, mua con heo về mình nuôi để cuộc sống sau này của mình nó đỡ khổ hơn bác gái ơi. Cảm ơn cô bác thì chú đồ cô gửi qua đây là cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ. Thương quá cả nhà. Và trước khi con gửi cái món quà yêu thương của tất cả bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì con sẽ xin phép bác gái đọc tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cho bác gái biết cái tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, những cô chú mà đã hỗ trợ yêu thương giúp đỡ bác gái ha. Dạ. Con xin phép đọc tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Cô Mai Nguyễn ở Garland bên Mỹ. Cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ. Cô Mai Trang ở Cali bên Mỹ. Bà Ba Quỳnh, cô Mai Trần ở Sóc Trăng. Cô Hạnh ở Sydney bên Úc. Dì Ba ở Tây Úc. Ông bà Hương Giang ở Atlanta, Hoa Kỳ. Chị Hằng ở Đài Loan. Ông Ngô Văn Khải ở Gò Vấp. Anh Du Vạn Phát ở Đài Loan. Gia đình Úc Tâm ở Melbourne bên Úc. Anh Chí Minh Phan ở Mỹ. Chị Liên ở Cần Thơ. Hội người già dì Ái Khanh, cô Hoa Dương ở Minnesota bên Mỹ. Chú Khoảng, cô Tư ở Úc Châu. Nhà Hảo Tâm thành phố Houston, Texas bên Mỹ. Cô Phan Thanh Nhàn, cô Hương Huỳnh ở Mỹ. Cô Đài Trang Kiều Đàm ở Mỹ. Cô Hương Ngô, cô Kính Nguyễn ở Mỹ. Phật tử Chùa Việt Nam ở bên Mỹ. Cô Thuận quận 2. Cô Trang chú Chiều ở thành phố Dento bên Mỹ. Chị Nga ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Mỹ, cô Hiến ở Cali bên Mỹ. Cô Khương ở Đan Mạch. Em Tiến Chương ở Úc Châu. Chị Phúc ở Mỹ. Phụ Tùng Tâm Hoàng Yến ở Long Thành, Đồng Nai. Cô Hiền ở Hóc Môn. Chị Kiều Nguyễn chạy gà Duy Khương ở Đồng Nai. Cô Điềm ở Úc. Cô Lý ở Gia Lai. Chú Trần Đợi ở Sóc Trăng. Cô Lý Lan, cô Lan Phương, cháu Khánh Băng ở Lạc Long Quân, Bình Dương. Gia đình cô Phước cùng con gái cô Phương Tuyết và cô Dung ở Melbourne bên Úc. Gia đình vợ chồng Phong Tâm và con gái ở Minnesota bên Mỹ. Cô Hai quận 8. Cô An ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô Thùy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dì Vân ở Tây Úc. Chị Lệ Trang ở Mỹ. Gia đình Lý Hồng Quang, Lý Phương Khang, Trần Ngọc Thái Phương ở Thủ Đức. Cô Mỹ Hà Hiếu, Hồ Tràm ở Vũng Tàu. Chị Amen Hiền Nguyễn ở Florida bên Mỹ. Chú Vũ Như Xuyên ở quận 3. Chị Thảo ở Sài Gòn. Chị Chi Trần, cô Mary và những người khách tiệm Nail Town City bên Úc. Cô Thảo ở Atlanta, Hoa Kỳ bên Mỹ. Chị Thúy Chương ở Na Uy. Em trai Ren Đành Chương ở Mỹ. Cô Len ở Lancaster bên Mỹ. Anh Thạnh, chị Nga ở Tây Úc. Anh Hoàng ở Cali bên Mỹ. Bà Xuân ở Mã Lạng. Chị Kiều, anh Ba Khí ở Tây Úc. Cô chú Nam Trung ở Đất Cúc, Tân Uyên, Bình Dương. Anh Lộc, chị Liễu, chị Lon, em Linda, em Donna ở bên Mỹ. Chị Yến ở Sài Gòn. Cô Yến ở quận 8. Cô Hai quận 4. Anh Bảy ở Nha Trang. Chú Nguyễn Văn Hồng, ban điều hành tổ từ thiện cơm cháo nước Thanh Bình, Đồng Tháp. Bé Kiều Tiên ở Hàn Quốc. Cô Trinh, cô Huệ ở Đan Mạch. Anh chị Kim Nhung ở Na Uy. Chú giấu tên ở Canada. Cô Nguyễn Hoa, anh Tường ở Quảng Nam, chú Hùng ở Cali bên Mỹ. Cô Ba Châu Đốc An Giang, cô Bảy Tô Ánh Nguyệt ở Cali bên Mỹ. Con xin trích quỹ tất cả bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ra mỗi người 100 ngàn để chung tay góp sức hỗ trợ giúp đỡ cho bác gái. Bác gái ơi, bác gái thấy cái số tiền này lớn không? Bác gái không biết ngon nói à, bác gái không có đồng tiền gì đâu. Dạ. Không có làm lân gì được đâu. Dạ. Okay. Cái số tiền này là cái số tiền lớn, bác gái cất giữ tiền cẩn thận cho bác gái nha.
để có cái số tiền mà mình đi mua thuốc mình uống. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ con sẽ gửi quà của cô chú cho bác gái luôn ha. Tờ này là bao nhiêu bác gái? 500. Dạ đúng rồi, bác gái cầm đi, quà của bác gái đó. 500 nữa là bao nhiêu? 500 nữa là 1 triệu. Dạ, 1 triệu bác gái ha. 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 3 triệu. 3 triệu rưỡi. 4 triệu. 4 triệu rưỡi. 5 triệu. 5 triệu 018 ngàn. Con gửi cho bác gái là 20 ngàn luôn. Rồi, đủ cái số tiền của tất cả bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân yêu thương dành tặng cho bác gái. Bác gái có muốn gửi gắm đôi lời gì đó đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã yêu thương tặng quà cho bác gái không? Ít ngon nói à, tặng nhiều quá à. Mừng, thiệt là mừng. Dạ. Biết ngon mà cảm ơn, cảm ơn là cảm ơn hết thời luôn. Cảm ơn hết thời luôn hả? À. Dạ. Chứ hồi giờ gì đâu có đồng tiền về đâu. Dạ. Cứ đi mang củi một gùi hai gùi đồ ăn gạo đó. Đâu có mà đồng tiền như vậy còn à. Dạ. Sao bây giờ là bà là có đồng tiền gì? Ủa, bác gái xúc động, bác gái khóc luôn cả nhà. Thấy thương chưa cả nhà? Sao con đưa cho bà nhiều vậy nè? Dạ, bác gái cất giữ cái số tiền này để dành đó mua thuốc uống cho bác gái nha. Đây là quà của cô chú anh chị nhà hảo tâm dành tặng cho bác gái á. Bác gái đừng có lo lắng, đừng có lo nghĩ cái điều gì hết. Thấy thương quá cả nhà. Bác gái cất tiền đi, bác gái cất tiền đi bác gái ơi. Nha. Sao đồng tiền lớn vậy con? Dạ. Thôi bác gái đừng có xúc động khóc nữa. Con xúc động con khóc theo bác gái luôn á. Đem quà cũng nhiều đấy. Đem tiền cũng nhiều cho gì. Dạ. Thôi gì khổ vui mừng trong sung sướng cả nhà mình. Thôi thì bác gái ở trên này cố gắng giữ gìn sức khỏe nha bác gái nha. Dạ. Nha bác gái nha. Con chúc bác gái mau sớm khỏi bệnh ha. Cảm ơn. Dạ. Thôi bây giờ con xin phép bác gái con về nha. Lần sau có dịp có duyên con sẽ quay trở lại ghé thăm cái hoàn cảnh của bác gái tiếp ha. Dạ. Dạ, một lần nữa con chúc bác gái thật là nhiều sức khỏe. Thương quá cả nhà. Một lần nữa Bắp cũng xin thay mặt bác gái khoanh tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã dang rộng vòng tay, mở lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành những tập video của Bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho Bắp một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần cho Bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Cô bye bye bác gái con về bye. Bye con.